Hello và xin chào tất cả các bạn đã đến với Kenshin Mobile. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi tựa game AGK thôi các bạn ơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận dưới phần comment cho mình nha, để tạo thêm động lực cho mình ra thêm nhiều video hơn nha các bạn. Tiếp thêm năng lượng cho mình. Thì xin tôi cảm ơn tất cả các bạn nha. Ok, thì vào game thôi các bạn. Này load hơi bị lâu các bạn. Không biết tại sao nữa. Dự thì hôm nay mình sẽ làm sắp ong các bạn. Làm sắp ong để mà đi tìm cái con ốc sơ. Thì tập trước thì mình đi hang dây tí các bạn. Mình có lượm được cái viên ngọc của cái con sói cấp 8 ba mấy nữa bạn. Chắc mình cũng sẽ đi tìm con sói luôn. Để dành nó đi càng quét hang dây tí luôn. Chứ hiện tại thì túng chui túng nhủi đi qua hang GT thôi chứ không có mà dám mà đối diện trực tiếp với nào đó, với người anh đi lủi lủi với bạn. Đây thì quay lại cái vấn đề sắp ổng thì mình cần xây một cái bệ cho tên cái cây đó các bạn. Đây cái bệ này nè, mình xây được hai cái hả, khá đấy. Cái xây thêm mấy cái ống hút này nữa các bạn. Cái ống này giống như cái cây mà để người ta lấy nhựa các bạn, nó nhựa của cây á, thì sẽ đâm xuyên qua cái cây và khi mà đủ nhựa rồi nó sẽ chảy xuống thì mình chỉ cần thu hoạch thôi. À đủ không ổn rồi bạn ơi, nặng quá rồi, mình đi không nổi luôn rồi. Chắc phải để lại một miếng, quá miếng này 90 kg rồi, để là một miếng mà còn đi cà lết nữa, chết luôn. Để mình gán slow motion ra tới chỗ con chim đại bàng các bạn. Cũng may là mình để con đại bàng ở đây chứ để xa xa chắc đi chắc khá lâu ạ. Thì cái bệ này thì mình chỉ có thể đặt tên những cái cây hông, những cái cây gỗ to bên khu vườn đỏ thôi nha các bạn. Đó cũng là cái nguyên do mà mình xây nhà ngay cái khu vực này thì cũng tiện cho một số cái dạng như là một cái số công việc sau này. Đây thì mình sẽ lấy sắp ong dễ hơn xíu. Còn ví dụ như các bạn đặt nhà xa quá thì các bạn phải chạy tới chạy lui, đặt đại vô chứ gì đâu mà gườm gà. Xong rồi các bạn có cái bệ đứng rồi này, thì các bạn dùng cái cây giống như cây ống hút vậy, bằng xuyên qua cây này thôi. Đây găm vô mình sẽ găm hết luôn, găm được 4 cây ạ. À, 2 cây, 3 cây, 4 cây, được 4 cây các bạn ơi, 4 cây là hết dòng luôn rồi. Thì xong cái vấn đề sắp ong thì đã giải quyết xong rồi các bạn, khá là đơn giản chỉ như vậy thôi. Giờ chúng ta dùng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chắc cỡ một ngày rồi các bạn, cỡ một ngày thì nó sẽ sản xuất sắp ong cho chúng ta. Một ngày thiệt luôn các bạn, chứ không phải là một ngày trong game nha. Tại vì mình đã dạng như mình dùng gót đó các bạn, chế độ chúa mình lướt qua một hai bữa luôn, nó vẫn không có mà xuất hiện, rồi không có chế được hay một ngày ở ngoài luôn. Thì các bạn nào biết thì để lại ý kiến với cho mình biết thêm nha.
Thì ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài tủ xanh và mình dùng cái viên ngọc á để mình triệu hồi cái con sói sống như vậy. Nhà mình thì cũng khá gần tủ các bạn, khá gần tủ xanh, đi chỉ có tốn chút xíu thời gian thôi. Chuyến này chắc mình sẽ gấp cái con sói này mình đem về mình giục vô cái chuồng của mình mà, để tem từ từ cho nó thoải mái. Đây, các bạn chỉ cần bỏ viên ngọc vào thôi. Đấy. Để mình ra mình lấy con đề bàn mình gấp nó đi liền mới được. Để nó chạy à. Nó còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì sẽ ra, nó đã bị gấp đi rồi các bạn. Ôi. Cắn đau cái vậy. Hồi nó cắn liên tục luôn chứ. Cắn không biết mệt mỏi luôn. Mình cắn rút máu trong địa bàn mình quá to luôn. Trong địa bàn mình level cũng đâu phải là level thấp đâu. Level cũng cao mà. Cắn khá là đau. Con này mà nếu tem được thì chắc nó cũng sẽ lên được khoảng 1.000 level các bạn. Lúc đó đủ vô cần tất tầm hàng GT rồi. Thực sự thì mình dùng kiếm thì mình cũng có thể chọn được cái bà hai giây ti á, nhưng mà nó khá là lâu. Cắn quá thì cắn luôn, cắn phương 1/3 cái máu luôn rồi bạn ơi. Hên mà nhà cũng gần, ở nhà xa chứ từ thì ví dụ như mà từ tụ tụ ở bên núi băng á các bạn, về tới đây chắc con chim mình chắc cũng gục ngã luôn quá. Mình đi nhầm rồi, đi nhầm qua chỗ bên cái tàn tài mình mới xây. Đây, mình bỏ nó vô chuồng. Ê, 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 bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh mới đó. Để mình cho tụi nó dừng lại. Để nó manh động quá, nó đánh chút xíu. Đánh chút xíu chắc mấy con hú mình chết hết luôn quá. Chứ không phải là con số chết đâu, con số level quá cao rồi. Đến hội đồng chưa chắc gì cũng để lệnh nữa đâu. Thì chắc sẽ trong tương lai gần thôi, thì mình sẽ tạo ra một cái đấu trường các bạn, để cho những con hú này nó tỉ thí. Nữa 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 chim này bay nữa. Thôi 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 thôi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Kỳ thiệt chứ, sơ hở cái là vậy á. Mình hỏi lại lần nữa cho chắc căng. Rồi bây giờ con chim đại bàng đứng tổng luôn rồi. Ngủ chưa? Ngủ chưa bây giờ sao? Giờ nếu mà mình vô thì chắc nó sẽ không tấn công mình đâu ha. Nó đang tấn công con Akilo rồi. Cửa đóng kỳ vậy, cửa đóng được vậy. Quay quá các bạn. Đây, để mình đem con đại bàng ra ngoài. Đại bàng chiến xa tên bồ tời của mình mà đâu bỏ được. Được rồi, bây giờ còn một con Akilo chứ sao, mình sẽ để giữ chân con sói lại các bạn. Akilo máu cũng khá là tâu, chắc cũng sẽ giữ chân được thôi. Trong thời gian đó mình sẽ bắn nó cho dễ, chứ để bắn nó chạy hoài mất công lắm. Ít cái pha đó gì mù luôn bạn. Mày đứng nó đi để tao bắn cho nó thoải mái chứ. Ừ, xin lỗi các bạn nha, mình mới đi ra công chuyện cái chứ không có gì đâu, nên thấy nó hơi bị tệ tí xíu, để vài giây các bạn coi thì bạn sẽ để ý thôi. Thì ok, con sói này thì mình chỉ cần dùng thịt để mình tem nó thôi các bạn, chứ không có gì kìa. Sói này thì cũng không có cần chế yên nữa, khá là thoải mái đấy, khá là đơn giản. Không, một phần nữa rồi bạn. Hiện tại thì chắc cái con Agilo mình chắc cũng còn chịu được.
À đồ. Mình vừa mới nói cái gì vậy? Nagilo mình chết queo luôn rồi. Nagilo mình cũng đâu phải là level hấp đâu. Vậy mà nó bị cắn chết luôn rồi bạn. Giờ sao đây, nó chạy cứ ngáo ngáo vậy, sao bắn túng đây. Chết luôn. Bắn nó chảy máu rồi, sức quyết luôn rồi, nó còn ấy. Con này là con sói thủ lĩnh luôn nha các bạn. Hồi lâu mình lúc mình đi tem mới lúc mình đi trong hang các bạn thì nó có khả năng triệu hồi mấy cái con đệ của nó nữa. Nên con này đam nó khá là cao đấy. Thì không biết đam nó to cỡ nào nữa, mình chưa coi thử. Trời ơi, mình ghét mấy cái khung cửa này quá các bạn ơi. Bắn vậy mà nó cứ vô cái khung cửa hoài. Mày, trời ơi, hay thật. Chuyện này chắc về mình phải chơi một khóa PUBG hoặc Free Fire gì các bạn. Bắn cho nó chuẩn tí xíu chứ bắn về. Thôi bỏ luôn đi bạn đấy, phải vậy mới được. Canh này cái đích bắn này cái đích xỉu luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ vô lấy thịt đùi cho nó bạn. Hiện tại thì mình cũng đã có thử được mớ thịt đùi cũng khá khá, cũng được 20 cái, khoảng 20 cái hơn các bạn. Lấy cho nó 6 cái đi. Ok, 6 cái chắc mày ổn rồi. 6 cái này với thêm cái ít sự lắm nữa thì chắc là ổn thôi. Đây, đợi chờ thôi bạn. Lên khá là lâu, nhận quà gì đây. Cho được một cây ủng xanh. Chả biết gì đâu. Ông qua kilo mình máu đâu phải là máu giấy đâu bạn. Cấp cũng 6 tầm 32 chứ đâu có yếu đâu mà. Đạp tí xíu không đủ thời gian để mà mình tem lên đi chứ, thì nó chết rồi. Chắc cũng khá là lâu rồi các bạn. Thì trong thời gian chờ đợi chắc mình sẽ lên mình lấy viên ngọc của cái con Akilo, mình xem coi viên ngọc Akilo mình để đâu các bạn. Thì các bạn không có cần lo lắng những cái vấn đề mà con thú của các bạn chết đâu. Các bạn chỉ cần lấy viên ngọc ra thì khi mà nó chết đó, thì các bạn có thể đem đi lại cái bệ hồi sinh hoặc là cái tụ các bạn hồi sinh lại. Nó sẽ sống vậy thôi. Không phải ở đây rồi. Không phải ở đây rồi, mình nhầm rồi. Thì đó lại. Cũng không phải ở đây luôn. Nó cái đèn này nó chưa có sáng lên các bạn, là chứng tỏ những con hú này nó chưa chết đâu ta. Mình mới sửa chữa nhà lại và để cái đồ nó hơi lộn xộn cái nạp hai cái lỗ mình em bạn. Thì để hồi sinh đó chúng ta cần tốn khoảng là 19 number. Không biết nó có xứng đáng với 19 number không nữa, nhưng mà không có nói thì không được. Tại vì để dành để đi tem metan xong rồi nữa bạn, lên được 1.300 cái 1.300 level luôn, quá xịn sò luôn các bạn ơi. Ok, tao sẽ hy sinh cho mày cái mày. Được rồi, tao sẽ cho mày một cái skin cho đẹp đẹp xíu, skin cái đầu con chó này đi. Rồi, ok. Đầu không được, không được. Để mình tháo cái mũ của mình ra, mình đội lên nhó luôn mới được. Tháo cái mũ mình ra, mình đội lên cho nó luôn. Đây, xong. Nó lắp chỉ cần đeo vô rồi, vô nó thôi. Quá ngầu luôn, thủ lĩnh sói có vậy.
tốc độ chạy khá là nhanh á, tốc độ chạy khá là lẹ và đi hang cũng khá là tốt. Chắc sẽ có một video mình review cái con này đi độ sát hang GT mới được. Thì ok, thì chắc video của mình tới đây kết thúc bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay và thú vị thì hãy để cho mình lại cho mình một đăng ký kênh và một bình luận nha. Thì các bạn có thử thách gì đấy thì cũng để lại dưới phần comment luôn.